Yeah.
Mà các bạn sẽ thích. Thích không ạ? Anh nói là điều gì đâu? Có thích đúng không? Các bạn có thích mấy cái khăn này không? Ôi, bình tĩnh. Không phải mình nghĩ là ở đây mọi người đều là khách quý, thích để cho luôn. Chúng ta chơi một trò chơi nhá. Hết câu nữa nào. Bây giờ bạn nào thích khăn thì chúng ta phải hét to. Các anh ở trên này có một nhiệm vụ rất lớn. Tôi sẽ chọn ra bốn anh ấy nhá. Nhiều khăn đi. Anh Dương Thảo có bài chiến đấu. Và không phải chỉ các khán giả ở đây đâu, cả các khán giả trên kia nữa. Các bạn hãy ký này. Trò chơi này rất đơn giản. Thôi, ông ra thôi, ông vào đây.